kia. Đây cho nó đỡ đỡ lạnh. Nhưng ở đây toàn khung sắt nhỉ. Tí nó cẩu con này lên để cho các bạn mới xem được. Hai con này nhưng mà con to con bé ạ. Đứng ở đây và con này thì nó đỡ lạnh nhưng mà nó này vướng cột vướng kia. Đây luôn đây. Đừng cao quá. Được rồi không phải ở đây anh ơi. Đấy, lúc nào lên báo lên chí là xem những cái cây mà mấy trăm triệu báo chí nó đưa tin nhá, tuần Tết năm nay nhá. Tết năm nay kiểu gì báo người ta chẳng đưa tin như các năm ấy. Mấy cái cây mấy trăm triệu. Kiểu gì đó đồn thổi như con cây nó bé. Nên những cái cây như này này. Mẹ báo năm nào nó chả đưa tin những cây nó bé bé ấy. Năm nào nó chả đưa tin. Thằng Tiến nó còn đứng gần cây bưởi được cao khoảng tầm 2.5-3 mét đã đưa tin là đắt nhất Việt Nam rồi, 200-300 triệu rồi năm ngoái. Những cây cây mà năm ngoái thằng Tiến nó đứng gần nhà xong rồi đắp ít rêu vào cao khoảng 3 mét. Thì các bạn nhìn những cây này thì chắc là rõ luôn. Năm ngoái thằng bọn Tiến nó còn đi bán bưởi Tết này. Tiến bịp nó còn đi bán bưởi Tết. Nó đứng gần một cây bưởi. Xong rồi cao tầm 3 mét. Rồi đắp ít rêu ít riếc. Xong rồi năm ngoái còn cả cái nan niếc cái gì ấy. Đắp xong rồi đòi 6 tỷ 8 với cả bao nhiêu tỷ ấy. Nan niếc gì đấy. Namina cái gì đấy. Tết xem bọn xem những cái video ấy buồn cười. Có cái tính giải trí rất là cao. Đấy, năm nay các bạn xem những cây bưởi này xong rồi. Những cây này vẫn bé, cây này mới kinh. Cầu xong cái cây này khoảng tầm 1 tiếng thì xong rồi sẽ đến cái cây này. Hai cây này thì cháu là mất đến khoảng tầm 2 giờ chiều. Hai xe này thì đến khoảng 8 giờ tối. 9-10 giờ tối. May chiều lúc ấy là nó cũng hết mưa rồi. Hôm nay là hai cây này và một cây nghiêng kìa nữa. Xong rồi một loạt các cái loại bưởi rẻ. Làm này, nhìn đây này, cả miệng này. Ông Hàn kia ông chưa xong đâu, ông lại phải ra đây. À đây như thế này xong rồi đây này, cây này xong rồi này. Bẻ đây này. Hôm nay phải đi giày rồi. Hôm qua đánh cờ toàn thua. Công nhận năm nay mới thấy này. Là vào cái thị trường này là cũng ấy được. Quan trọng nhất vẫn là gặp khách. Chứ năm nay khi mà ấy cây này là đấy 2-3 hôm nay là anh em vẫn còn muốn bán ra lần nữa đấy. Ra lần nữa là mỗi cây là kênh được 100. Mỗi cây cũng gần so với cái giá ban đầu ấy. Mà lúc mình vào ấy là hai chị em mấy chị em bàn bạc là mỗi kênh lên 100 triệu ấy. Thế mà khách cũng đồng ý. Hôm qua thấy mấy chị em nó ấy là trung tướng hay là trung tướng thì phải. Ông trung tướng ông mới mua. Ông đợi định mua. Kiếm được đấy nhỉ, nhưng mà nói chung là cũng không dám. Nói chung là năm sau để xem tình hình nó thế nào. Nói chung là
là bỏ ra khoảng tầm 2-3 tỷ xong về sau mà thu về 1 tỷ, nhưng mà nó cũng nhiều cái rủi ro ấy. Tại vì nếu mà đất cát thì không ấy thì là nó vẫn còn, nhưng cây cối này nó mệt lắm. Cây cối thời điểm này thì nó được giá ý, đến tháng 11 đến tháng 12 hết người giàu rồi thì... Còn cái loại này thì các bạn cũng biết, nếu mà trong cái đấy thì tôi nói rồi. Ví dụ như các cái dòng bé bé này thì không xa, thì không bao giờ có cái chuyện ý. Tại vì rất nhiều người làm. Rất nhiều người làm, thị trường nó cạnh tranh. Mà bán cho cái người mà có thu nhập kiểu trung bình ấy, nó khác. Còn cái dòng này là cái dòng mà thu nhập cao ấy. Ví dụ như có hôm trước mình cũng nói nhiều ông thì ngay từ đầu ông đã nói ra cái lý do là năm nay kinh tế khó khăn mấy cái thế nọ thế kia, nhiều ông cũng gạn mình ấy. Kinh tế khó khăn mấy thế nọ kia, tôi mới bảo ở trong cái video là ví dụ như 50 người giàu ấy, mà trong khi có 10 cây bưởi tục khủng này thì là 50 ông phải tranh nhau. Đấy, cái ông trung tướng kia cũng tranh nhau, phải tranh ấy. Tại vì không tranh thì không làm gì còn. Còn các ông ấy có tiền thế nào, các ông ấy nhìn những cái dòng như thế này thì nó cũng ấy ấy. Còn các cái dòng này thì nhiều, ở tôi thì nhiều, nguyên một mình một ông này, ông ấy cũng làm cũng không biết bao nhiêu cả vườn luôn. Đấy. Còn như cái dòng này mỗi vườn chỉ được 1-2 cây. Đấy. Cả làng được chục cây, các nhà khác có làm bưởi đi chăng nữa cũng không dám làm cái loại này, sợ làm ra thì bán cho ai. Ghép mỗi cây ví dụ 500 quả mà đấy là câu chuyện mà anh em nói chứ mình cũng không ấy. Nó ghép hai cây là 1000 quả hơn. Mà nếu mà mỗi cây ví dụ cứ cho là 500 đi, 500 quả. Còn đến hay không thì là tùy mọi người ấy nha, 500 quả thì 500 quả thì nếu mà tính ra nếu mà có 10.000 một quả hoặc 15, đấy là tính cho nó tròn là 10.000. 5.000 quả. 10.000 thế là nó ra 50 triệu tiền quả. 10.000 một quả. Quả bưởi ấy. Đấy là tính cho nó tròn này. 500 có 5 triệu tiền quả. Đúng không? Nếu mà 1.000 quả thì 10.000 thì là thế đéo nào nhỉ? 1.000 quả mà 10.000 một quả. Có 10 triệu, mỗi cây được có 5 triệu tiền quả. Các loại bằng đại học bây giờ nhân nó còn sai. Lấy máy tính mà toàn những số tròn đấy như nhỉ. Thế có mỗi cây có được có 5 triệu tiền quả nhỉ? 500 quả nhân với giá 10. Còn hơn. Cây này là cây 6 tán này, 6 tầng tán ạ. Con này là mình ấy là nó to, nó vật vã. Chứ còn số lượng tán với thế nọ thế kia thì con này nó có cái tay cũng khủ khoằm nữa này. Cái tay này lắc lư. Bán cho khách rồi, mới cả nói chung là hôm qua cái câu chuyện mà mình cũng không để ý, xong rồi về sau đi đường mới ấy ấy. Thì là có khách trả những cái cây như này là cây 300 đấy. Hôm qua cũng có cái video đấy. Video hôm qua mà nói chuyện thật đi. Đây này, như cây này này, cây này là cây to nhất. Cây to nhất này. Cây này năm nay là mình ưng ý nhất cây này. Cây này. Đấy, còn cây bên kia thì nó bé. Nó vẫn bé nhưng mà nó cũng là cái dòng bưởi mà đắt nhất. Còn cây này nó mới kinh này. Đấy, vào hai cây này nhưng mà là cái cây này là cây to, cây này cây bé. Thế hôm qua cái Thoài Thủy nó đi đường nó bảo là mỗi cây là anh em chị em bàn bạc là mỗi cây lãi được hơn 100 nữa, 100 nữa. Nhưng mà cuối cùng không được bán cho cái khách trung tướng ấy. Tại vì khách mua rồi. Đấy. Thì cái câu chuyện mà mình hôm ấy trước thì các bạn ấy nói cũng có in được đúng. Các bạn ấy bảo là năm nay vào ít thôi, mấy cả năm nay kinh tế khó khăn, mấy cả năm nay thế loại thế kia ấy. Thế là tôi mới nói mà một cái lý do là tại sao mà cái dòng này tôi phải vào sớm, vào từ tháng 4, tháng 5 ấy nhỉ. Lúc ấy tháng 4, tháng 5 thì hầu như chỉ có video gọi là tôi đến xong rồi tôi quay cho các bạn là khoảng mấy phút thôi. Đấy. Chứ mình lúc ấy mình nói thật ra là vào xong là không ấy. Hôm nay cẩu thì mới quay nhiều. Cậu đi ấy, trả cho khách thì mới quay nhiều. Thì nói những câu chuyện về thời thế rồi về thị trường rồi các thứ.
thì bạn ý của các bạn ấy nói là năm nay kinh tế khó khăn thì các dòng hoa mấy các cây cảnh là nó khó, nhưng mà thực ra đấy là khó của những người mà người ta thu nhập thấp, hoặc là kinh tế nó ảnh hưởng nặng nề với những người người ta mất việc với các thứ nọ thế kia. Còn những cái dòng này thì tôi nói rồi, ví dụ cả làng hoa cây cảnh này hoặc cả cái làng bưởi của Văn Giang chỉ có khoảng chục cây như này, năm nay còn không đến chục cây, tôi còn thiếu một cây mà không biết tìm đâu. À, chính xác năm nay là có 2 này, 3, 4, 5, được có 7 cây này. Đấy, tất cả là được chục cây thì là có một cái ô tô, một cái rồng, mấy cả một cái em bé chăn bò rồi, là 3 cái chậu rồi. Năm nay được có chậu, chục chậu to này, còn đang thiếu một chậu to này nhưng không tìm ra đâu, đâu có. Còn cây nó bé cơ, cây nó bé và tán nó xấu, cây kia các thứ quả kia nó không ấy. Bỏ cũng chính một cây ấy, chính nó cứ bảo là lấy nốt đi thì là thế nọ thế kia, nhưng bảo cây nó xấu, nó hỏng hết quả, nó hỏng hết rồi. Đấy, năm nay ban đầu cứ tưởng là hỏng nhiều ấy, vào 7 cây ban đầu là vào hôm nay hỏng 2 cây chính xác là nếu không thì 9 cây, nhưng mà 2 cây hỏng thế là bỏ lại lấy cây thay. Đấy, thì chính xác năm nay là mình vào 9 cây, nó bị hỏng 2 cây, tức là 2 cây về sau nó không ưng ý ấy. Chính xác là lấy chính xác là 7 cây, 2 cây thì vẫn còn, nhưng mà cây nó xấu hơn. Cường bỏ lại cho ông của Cường một cây đây. Cường em mạnh ấy. Kìa, đây, đúng không? Nhai kẹo kìa. Bỏ lại một cây đấy. Kéo không được cây rồi cũng lại thịt nốt đi. Hoàn. Đi không tí nữa, xong rồi lại nữa ăn. Phải quậy cho cái thủy. Hôm qua cũng một cái đề tài mà nói câu chuyện của Hoàn. Hoàn cứ đau đáu cái hôm mà ô tô hỏi Hoàn kiến trúc sư xem là bán cái loại này có khó không. Hôm qua cũng làm một chàng là cái giải, phải giải được cái bài toán. Giải được cái bài toán là biết, hiểu, tin, mua. Xong rồi thành fan trung thành. Anh em chỉ dừng lại ở cái làm sao cho người ta biết đến. Thì là nó là cái bước thấp nhất. Đấy. Người ta biết đến thì các bạn phải thuê mặt bằng ở chỗ ngã 7, ngã 3. Lên Vin hoặc là lên bờ hồ hay thế nào ăn. Chỉ dừng lại ở cái điểm biết thôi. Hoặc chửi nhau với thằng Huấn. Biết, đấy là chỉ dừng lại ở cái biết thôi. Mà biết thì nhiều người biết đâu, kể thu nhập thấp người ta cũng biết. Đấy, nhưng mà đến giai đoạn hiểu, xong rồi người ta tin, xong rồi mua, xong rồi người giàu chơi với người giàu thì là một ông giới thiệu cho 10 ông. Để giải được cả những 5 cái bài toán ý. Đấy, chứ còn mọi người chỉ dừng lại là làm thế nào để nhiều người biết. Thế là thuê mặt bằng ở ngã 7, ngã 3, mặt đường rồi thế nọ thế kia. Thì nó chỉ dừng lại ở cái nhiều người biết thôi. À, nhưng làm sao mà ví dụ như là cái tệp khách hàng nó phải đúng. Chứ biết mà cái đội ngũ khăn quàng đỏ thuê Tiến Bịp mới Huấn Hoa Hồng thì nhiều người biết thật. Nhưng mà tôi hôm qua tôi cũng bảo ấy, mẹ toàn anh em Tiến viết các thứ rủ PK với cả Huấn viết các thứ ấy. Thì là mình bảo là nếu mà chỉ dừng lại ở biết thì tao cũng không thích. Mà mẹ đánh cờ còn chặn bớt đi cho nó đỡ đông ấy. Đây toàn đội ngũ khăn quàng đỏ giải quyết cái gì đâu. Đấy. Còn những cái người mà thu nhập cứ 100 triệu là nó nhìn thấy mặt thằng Huấn với thằng Tiến là lo tắt con bà điện thoại rồi. Đấy. Nhiều anh em ô tô cũng bảo, mấy anh em ô tô cũng bảo là hôm nào bảo rủ thằng Huấn với thằng Tiến về đây xong ông tiếp. Tiếp mẹ gì, lúc nào nếu ví dụ như là bây giờ tôi phải vào những cái cây này xong tôi ế. Nên là tôi phải nghĩ cách. Mẹ đến tháng 10, tháng 11 là Tiến ơi về đây nói chuyện tới trả các xe 10 triệu, 20 triệu. Nhưng mà toàn fan bọn khá với các thứ, toàn bọn nhoay nhoay là chuẩn bị đăng ký vào tù ấy. Thì làm sao mà đi giáo dục thường xuyên với cả cai nghiện ấy thì đấy, nếu mà mọi người chỉ dừng lại ở cái biết đi thì nó khó. Có lẽ cái câu chuyện của Hoàn nó chỉ dừng lại ở cái phần là làm thế nào để nắm người biết, cho nên anh em chúng nó đau đáu lắm. Bao nhiêu năm cứ hỏi bảo là làm thế nào, bây giờ cây cối thì em đẩy, anh biết thì em cũng biết, nhưng mà quan trọng thế nào mà để cho nắm người theo dõi, xong rồi live stream nắm người xem, đăng bài nắm người ấy. Bảo là cái vấn đề mà nắm người xem với nắm người theo dõi thì nó phải do cái cốt truyện em truyền tải, hoặc cái việc mà em sống như thế nào,
em truyền tải ý tưởng gì? Chứ còn ví dụ em quay quay cây bưởi em nói thế nào thì đầy người người ta nói được. Mình cũng phải bao nhiêu mẹ bây giờ mà ít người xem là mình lại phải về, mình lại phải phải đánh cò đấy. Đấy, lỡ ngỡ là bắt được mấy ông giám đốc, ông ấy ngày xưa Minh Quang ông nói mình biết đi chứ. Bảo là tôi đi công tác với cả tôi, công việc của tôi suốt ngày ngồi xe rồi. Lái xe thì lái xe rồi. Đấy, tôi chả có việc gì làm, tôi lại xem ông đánh cò. Tức là giám đốc người ta cũng xem mình đánh cò. Ông ấy thổ lộ thật là tôi đánh cò thì kém. Nhưng mà cái công việc của tôi chỉ có ngồi xe thôi. Đấy, ngồi xe không phải là ngồi xe lăn. Ngồi xe lái rồi. Thế là tôi lại dở ra tôi xem cò, chả biết việc gì làm, thế là lại nớ ngớ lại gặp ông. Thế là người ta trong cái mình đánh cò ấy, người ta lại quý. À, đấy, tôi còn những cái vũ khí bí mật như thế. Ông có hiểu đâu. Đấy, mình còn phải đánh cò đấy. Ví dụ ít view hoặc cảm giác là không có khách mua hàng ấy. Còn nhiều view nhưng không có khách mua hàng thì mình vẫn phải đánh cò. Đấy. Còn phải đánh cờ túi bụi luôn. Thế là quy tụ người ta theo dõi, người ta xem ra ngoài. Ví dụ như người ta theo dõi khoảng tầm 1 năm, 2 năm. Những cái người giàu ấy có phải là người ta xem mình đánh cờ 1 hôm, 2 hôm là người ta mua cây đâu. Người ta theo dõi còn phải 2, 3 năm. Mẹ, nhất là cái trường hợp của tôi, ngày xưa hay nói về chuyện chính trị mấy cả đảng viên, mấy cả công an, mấy cái loại kia. Mẹ, người ta theo dõi mình 2, 3 năm đánh cờ. Xong rồi chờ mình không đi tù người ta mới mua cây. Hiểu chưa? Mình mới trêu nhiều ông ấy. Mẹ toàn áo xanh, áo đỏ, áo hồng như thế này. Mẹ cứ theo dõi mình làm gì? Suốt ngày mắng mà vẫn theo dõi. Mà nhất là mình dạo gần đây là thấy là cái ông đéo gì nhỉ? Cái đéo gì mũ cối ấy nhỉ? Cái gì mũ cối này. Đi nhưng mà đấy. Gặp công an là không bao giờ rón rén luôn. Áo xanh áo vàng không rón rén luôn. mà đăng mỗi cái tiêu đề là chúc các đồng chí thế nọ thế kia ấy. Tí nó cho con kia nó mấy ghê. Đấy, Tuấn Phò Mã đấy. Mình thấy cũng hơi nẻ ông ý đấy. Và cái cách ăn nói của ông ấy thì nó không như cái ông Sang ngày xưa. Ông Sang ngày xưa sau một thời gian là ông ấy là cái tôi cao lên. Đấy. Theo cái kiểu gọi là mày biết bố mày là ai không ấy. Thế là đi tò. Đấy, tức là khi mà các bạn có nhiều người theo dõi mấy các thứ mà cái tôi của các bạn càng ngày càng cao ấy. Thì là mệt đấy. Đấy, khi nắm người theo dõi mấy cả chức các thứ nó tức là cái quyền lợi mấy các nghĩa vụ của các bạn nó cao lên thì cái tôi các bạn phải giảm. Tôi kể cả trong các video này mà tôi bố tướng bà tượng là các ông hủy theo dõi tôi luôn. Nhưng anh em hay có cái kiểu là làm thế nào để nắm người theo dõi nhưng không đặt cái vấn đề ấy. Tại sao người khác phải theo dõi mình? Mình làm cái gì hay mình nói cái gì, mình trình bày cái điều gì mà người ta phải theo dõi. Đây anh em đầu tiên cứ muốn là làm thế nào để nắm người theo dõi, không có đặt cái vấn đề ấy đâu. Còn câu chuyện mà mình cũng đau đáu bao nhiêu năm ấy, xong rồi lại gặp những cái vấn đề của những cái dòng hàng to này. Thế anh em mà cái vấn đề của mình nó dừng lại ở cái vấn đề mà như cái dòng này là hôm qua tôi có dừng lại ở cái vấn đề là đến bây giờ tôi phải đặt cái vấn đề mà để tôi giải quyết. Như kiểu bài toán ấy. Là năm nay mình thế nhưng năm sau mình có phát triển hơn không? Đấy, để đừng có lập bõm, tức là bập bõm. Năm nay trông như thế này, nhiều người bảo oai đéo gì. Nhưng năm sau lại ngồi bán những cái dòng bưởi chum, nó bán lẻ ship cốt. Thì nó là bước đi lùi. Nó giống như câu chuyện đàn bà và đàn ông ấy. Đàn bà thì cứ càng ngày, ví dụ như là 5 năm, 10 năm sau thì cái xinh, cái đẹp của các bạn càng mất giá. Đấy, đàn ông thì cứ thêm 1 năm, thêm 2 năm thì khách hàng nó lại càng nhiều, nó càng có giá trị. Đấy, chứ có phải là năm nay mà ấy xong năm sau đi tù đéo đâu. Nó phải giải được cái bài toán ý. Cẩu phát hai con lên à. Con này trông thế thôi, chưa là cái gì đâu. Con này nó mới ghê đây này. Tưởng là hôm nay gặp ông Vinh ở trong này ốc cơ, hóa ra không phải. Đây con này này. Này nó năm nay gọi là cái cơ quan mà mình tự an à, mình quý nhất con này năm nay. Năm nay là cái con mà mình quý nhất con này này.
này ra để thấy đường cút dây vào. Cút đằng đấy à? Cút đằng kia cũng được rồi vậy. Ờ, thế thôi chị. Con này năm nay mình quý nhất. Năm chạc, sáu chạc luôn này. Năm nay nó bảo là không còn những cái cây to như này để lên báo đâu. Rồi các ông xem coi như là đón Tết sớm. Nhưng năm nay thể nào con bọn thằng Tiến ấy là nó cũng sẽ đứng gần một cái cây, nó bằng chắc là bằng một cái tay của cái ông đang đứng như kìa đấy. Đấy chứ làm sao mà được to như thế này đúng không? Tại vì như thế thì nó lại là sản xuất à? Tại vì đây quay cho các bạn là coi như là ở cái nơi sản xuất trực tiếp rồi. Con này là nói chung là mình thích nhất về cái độ sum của nó, xong độ bề thế của nó đấy. Còn tùy theo anh em là cái gu thẩm mỹ như thế nào nhá. Tại vì là nói thật ra là cái câu chuyện của tôi nó buồn cười. Anh em ở cái làng bưởi này hoặc làng cây cảnh, nhất là cái làng bưởi này năm nay tiếp cận này, ông nào cũng cây của ông ấy là đẹp nhất Văn Giang luôn, đẹp nhất thế giới luôn. Tao cũng chưa thấy cây nào đẹp hơn cây của tao đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà thực ra năm nay những cái cây này là toàn của tôi hết rồi. Nhưng ban đầu cái đợt mà đi săn hoặc đi mua ấy, anh em nào cũng thế, cây của tao mới là đẹp. Úi giời, cái cây kia úi, tao nhìn rồi mẹ chê, bắt đầu chê quả, chê lá, chê các thứ. Nhưng vào tay tôi rồi, tôi bảo là cây này là cây mà mình ưng ý nhất. Đấy, nó to và nó bề thế nhất. Đấy, còn các cây khác thì nó cũng chỉ như cây này thôi. Nó chỉ như cây này thôi. Tất cả những cái cây đá cẩu mà các bạn xem rồi, nó 5 cây. Hai cây này là cây cuối cùng trong cái dòng to. Đấy, thì cái cây này là cây bé, một cây to một cây bé. Thì hôm qua cái câu chuyện của ông trung tướng ấy, là cây này nó rơi vào khoảng 300, hơn 300, ông ấy đồng ý ông trả. Câu chuyện hôm qua tôi có kể sơ qua cho các bạn rồi. Mẹ tôi cứ thấy nó là nhèo, xong rồi nó nói to mấy người nọ người kia, tôi cứ tưởng là anh em đuổi cây ấy. Thế là xong mình cũng không để ý. Thế đi đường mình bảo là thế thì để xem ra là chuyện gì. Thế là mình mới bảo, thế là hôm qua mày to tiếng với ai, mày có chuyện gì? Thế là nó mới kể. Nó bảo là cái cây này có người mua. Đấy, có một người hỏi mua. Thế là em mới hỏi khách hàng, tức là cái người đã mua cây này rồi ấy, là có bán không. Thế là khách hàng thì nước nự, tại vì là không phải khách hàng thiếu tiền, mà là khách hàng mua nhiều quá rồi. Thế là cảm giác là chật, cảm giác là không thiết tha nữa, tại vì năm nay mua nhiều không. Thế là định có ý định là nửa muốn bán. Thế là cái Thủy nó bảo là khách hàng có lẽ tối lại về xem live stream của anh về những cây này, về hai cái cây này để quyết định xem có bán lại hay không. Thế về sau là bảo là không bán nữa, thấy anh Tuân này nói thế nọ thế kia. Thế là mình cũng bảo ở trong các video của mình là cái cây này mình thích. Đấy, về độ bề thế của nó, số lượng quả mấy các thứ, lá rồi thân rồi các thứ là không, nói chung là mình thích nhất trong các cái dòng ấy. Ê, cây này nó to hơn những cái cây mà to nhất kia. Đấy, thế là khách bảo là không bán nữa. Thế cái Thủy nó cũng bảo là không bán nữa. Thế là hai vợ chồng nhà phủ này cũng biết thế nào. Thế là vợ thì không nhận được tin nhắn của cái Thủy nó nhắn từ trưa. Thế là cái ông hôm qua đấy, hôm qua lúc mà bọc quả này đồng chí chồng là vẫn nói với mình là nếu mà bây giờ bán là gọi cho người ta là người ta vẫn thiết tha lắm. Về sau vợ mới bảo là ông ấy là trung tướng thì đéo gì. Thế mình không để ý. Tức là khách hàng của tôi với cái Thủy với cả chị em chúng nó là cộng thêm 100 vào mỗi cây. Thì tính ra cây này nó vào đâu đó là 300 hay trên 300 hay nói chung là loanh quanh trong cái giá 300. Đấy, thì nãy ra mỗi cây như này là 100 triệu ấy. Đấy, nói cho các bạn thì các bạn bảo mẹ 300 có cái con củ cọt ấy. Toàn nói phép để tâng bốc. Tại vì từ trước đến nay các bạn nếu theo dõi tôi thì các bạn biết là tôi quay nhưng mà các bạn mua hay không là tùy các bạn. Nói giá ra như thế, ví dụ tôi nói một cái xe ô tô hay thế nọ thế kia ấy. Thì nếu mà ví dụ như cái cây này ai đấy quay cho các bạn mà người ta nói 15 triệu hay 20 triệu thì tôi là thằng nói phép, đúng không? Nhưng mà các bạn toàn thấy người ta quay cho các bạn những cái cây như này.
Còn cái chuyện đắt hay rẻ thì tôi có nói với các bạn rồi. Là bao nhiêu năm nay mình không nói chuyện đắt chuyện rẻ. Tại vì cái sản phẩm nó, ví dụ như cái cây này nó chỉ có một. Và cái thứ hai nữa là nó so với những cái dòng mà mình đã ấy rồi. Tại vì tôi thì nó nói chung là nó ở cái nơi sản xuất, chứ không phải là mình phải lấy qua lọ qua kia. Đấy, giá này là giá sát nhất rồi. Và tôi báo cho các bạn thì không trên danh nghĩa là tôi phô trương hay thế nọ thế kia. Đấy, còn không muốn gây tranh cãi đâu. Còn cái câu chuyện tôi nói là đấy là cái câu chuyện cũng không phải là nói để làm quả. Đấy, mà nói cho các bạn là cái chuyện thực tế. Còn những cái người mà tôi đi đường tôi nghĩ tôi bảo nếu mà 300 triệu thì khéo đôi khi là còn một đôi vợ chồng khéo làm cả một năm trời. Đấy, còn cái người giàu thì người ta cũng biết là mua về đôi khi người ta chơi từ bây giờ đến qua Tết là người ta bỏ. Đấy, nhưng mà đôi khi là cái tiền ấy nó là cái để phục vụ cuộc sống. Còn với các bạn thì đôi khi là hy sinh cả cuộc sống để kiếm tiền. Thì nó lại khác ở cái quan điểm là cái người ta có rồi. Đã có tiền, có cái tay cái bên kia kìa. Nó khi nào các bạn lên cái như thế thì các bạn sẽ hiểu. Mà mình cũng là cái mà mình ấy được là trong cái giới hoa cái cảnh ấy. Đấy, là bán những cái dòng sản phẩm gọi là hao hụt, những cái dòng tiêu sản như này thì cũng vớ được, cũng quen biết rồi, cũng giao dịch hoặc cũng tiếp cận cả những người ta gọi là người ta có tiền và thậm chí người ta thừa tiền. Đấy, có cái video của cái bên đéo gì người ta bán du thuyền ấy, người ta bảo trên mạng toàn dạy cách các bạn kiếm tiền xong rồi kiếm người theo dõi. Nhưng mà tôi chưa thấy ai dạy cách đốt tiền. Đấy, xong rồi người ta phải nói là tôi nói vui thôi, nhưng chính xác là mua du thuyền này là đốt tiền. Đấy, mỗi tháng phải chi cho cái du thuyền này hàng trăm triệu mà 3 tháng mới sử dụng một lần. Đấy, nhưng mà cái lúc mà các bạn chỉ là người kiếm tiền hoặc là đi trên cái giai đoạn đi kiếm tiền này là tại vì các bạn chưa có tiền đi kiếm. Còn cái người đấy lại mưa rồi. Hôm nay thời tiết miền Bắc thì nó giảm nhiệt độ nó kinh điển luôn. Con này là con nói chung là năm nay là cái con to nhất. Con to nhất mà mình ưng ý nhất. Còn câu chuyện của anh em mà ghép nghìn quả hai cây ấy thì mỗi cây 500 ấy thì không kiểm chứng được. Tại vì thời gian đéo đâu mà nên bây giờ để đếm. Còn anh em ghép xong rồi mình bảo có dụng nhiều không, anh em mà dụng thế nọ thế kia thì tôi cũng không biết được. Đấy. Đây nên lên trên đồ. Ông hóa cây sẽ chết vào. Nhưng trên đồi này không đẹp. trên đồi này không đẹp. Con này con to nhất năm nay đấy. Dừng lại rồi đấy, không còn to nữa đâu. Ở quê tôi làm gì còn nữa đâu. Chuyển đi hai cây này. Hai cây mới cả được chuyển đi được 5 cây rồi thì phải. Chuyển đi 5 cây rồi. Còn hai cây này nữa là 7 cây. Là hết hàng to rồi, còn cái ô tô mấy cái dòng mấy cả cái ấy thôi. Đấy, hôm nay các bạn xem là hết. Còn nếu mà đến từ bây giờ đến cuối năm hoặc tháng sau mà còn có 1-2 cây thì thực tế là nó sót lại thôi. Và hai cây mình bỏ lại kéo mình lại lấy tiếp. Tại vì đang thiếu cây. Nợ cây của khách. Nhưng mà nó phải nói chung là người ta trả tiền cho mình thì mình cũng phải biết là như thế nào là đẹp. Chứ không phải là lấy cây mà bỏ lại xong rồi tâng bốc nó lên. Đây này, cho các bạn xem đây này. Đấy, nhìn người nhá. Toàn những ông 1m7, 1m8 đấy. Không phải là những ông anh em Tam Mao đâu. Trời nó đang mưa. Một người thôi. Đấy, toàn những anh em các thứ toàn 1m7, 1m8 đấy. Không phải là 1m3 đâu. 1m5 cơ đôi đâu. Đấy này. Đấy. Chắc là cũng nhiều năm các bạn xem bưởi rồi thì là các bạn so sánh. Còn so ra thì nói thật chung là nhiều khi là các bạn bảo là mẹ, tao nhìn nó chả khác gì mấy cái cây ở dưới. Nó khó lắm. Mẹ bây giờ hàng Adidas hay hàng Adidas thì nó nói chung là về hình thức mẫu mã mà nó đi để nó ấm chân thì nó cũng giống nhau thôi. Nhưng thứ nhất là ví dụ như Adidas nó mấy chục triệu hoặc trăm triệu. Túi rách cũng vậy.
Nếu mà nhìn ra công dụng của nó cũng chỉ là cây bưởi thôi. Nhiều khi các bạn nhìn mà tao cũng chả nhìn thấy nó khác cái cây này là thế nào. Còn thấy nó khó. Mẹ người bọn người ngoài hành tinh nó cũng thế, nó nhìn xuống cái bọn mà con tần ý ấy nó cũng bảo là ô cái bọn này là phụ nữ, đúng không? Chứ bọn người ngoài hành tinh ấy nó làm gì nó biết được cái đẹp với cái xinh. Nhưng mà cái gái đẹp với cái xinh thêm tí inh nịch vào nữa là nó quyết định ra $1,000 hoặc là 100,000-200,000 bao phòng, 1,000,000 bao phòng hoặc là $1,000. Bọn người ngoài hành tinh thì nó cũng chỉ biết là cái loại này nó giống cái thằng kia, tóc cũng dài. Tức là người ta không biết đâu là, người ta có thể người ta biết đâu là phụ nữ, phụ nam. Đấy, chứ còn người ta không biết là cái xinh, cái xấu. Còn các bạn không ở trong giới thì các bạn bảo mẹ hai cái cây mày cẩu mày cứ bảo là đắt nhất Việt Nam, tao chả thấy khác cái bọn này là thế nào. Đúng không? Mày phân tích cho tao. À nó khác nhau ở gốc à? Nó to thì nhất là nó to. Cái thứ hai là nói chung là cái dòng bưởi này thì nó là dòng bưởi diễn, gốc bưởi diễn. Dòng này là dòng bưởi gai, bưởi chua, nó ghép cải tạo, nó ghép quả. Cái dòng này thì cả nước mỗi năm được chục cây. Như năm nay tôi ấy hết sạch là 7 cây. Còn lại 2 cây nữa mình bỏ. Đang mưa. Còn ở trong làng này thì chắc là vẫn còn 1-2 cây nữa, nhưng mà tức là mình chưa biết đến ấy. Ở trong làng này nhưng mà chắc là nó chắc chắn nó không có thể bằng cây kia của mình được. Cái cây cẩu to nhất kìa. Đấy. Còn do ra các bạn bảo là mẹ tao chả nhìn thấy nó khác cây này là gì. Ngày xưa tao mua cây 10 triệu với 20 triệu còn to hơn. Thế nó khó lắm. Đấy, con dòng này là cây này còn bé, con này là rẻ nhất trong 3 cây. Đấy. Hôm trước nhìn thì con này cũng thấy to đây này, nhưng mà bảo là con thủy bảo xấu. Ôi dồi ấy ông anh. Lại còn giới thiệu cái nghề hàn này này. Giới thiệu luôn chứ. Với tôi là cái cây này để sát quá ấy. Đây là tiếng cổ ra nhìn cũng đẹp đấy. Cái này quá đẹp nhưng mà là cũng đẹp đấy đâu. Anh chỉ 16 cây của anh đẹp. Thế mà cái ông trung tướng ông không mua cây này, ông cứ dần vào trong kia. Cây này nó cũng gọi là bình dân thôi. Xóa được mấy hai cây kia. Cái này là anh làm không đạt ở cây này mà làm đạt ở gốc của cây to kia. Cây ý mẹ cho còn đánh cho ấy. Các ông phải hình dung, nó không phải là mỗi gốc đâu. Đấy, nhiều ông là cũng biết đấy. Thì ông bảo là cây to thì đầy, cây ông quay chưa phải là to. Nhưng mà cái quan trọng là cái tán như thế nào, quả ra sao, cái lá như thế nào. Như tôi cũng nói đây, hôm nay hai xe này, hôm qua có nói với các bạn đây này. Đấy thì ngồi với nhau thì cũng không phải là bố tướng bà tượng, nhưng mà cũng bảo với các bạn là tôi cũng muốn các bạn chí thú làm ăn đấy. Còn đến khi mà làm ăn nhiều xong rồi là nó quen. Đấy là các bạn không có thời gian mà ngắm gái nữa cơ, thật. Nhưng mà vì bây giờ nó thiếu việc, xong rồi thu nhập thấp, thế là hết ngắm gái, xong rồi vào phê bình, xong rồi thế nọ thế kia. Nhiều ông lên mạng còn chê tôi. Còn cái dòng này là cẩu từ trong kia ra, cái đường mới để cái hàng rẻ để xếp ken. Nhưng chắc hôm nay thế đéo nào vừa được 10 chậu này. Đấy, nhiều ông xem video bảo cây này tao thấy cũng ngang với cái cây mày vừa mới bảo đắt nhất Việt Nam. Thì nó có, đây này bọn thằng Tiến với các thứ là chúng hai đứng vào những cái cây này không, chúng nó bảo 200-300 triệu đấy. Đây này, nó to hơn, gốc nó to hơn. Cây này, những cái cây này nó cao khoảng tầm chưa đến 3 mét, những cái cây này thì nó được 3 mét hơn. Đấy, nhìn như các bạn bảo mẹ tao thấy cái cây này nó cũng như cái cây mà mày bảo đắt nhất Việt Nam. Những cái dòng này nhiều lắm. Dòng này cả một dãy như này nó tầm 40 cây là cái ông Thái Nguyên này cái đéo gì ông mới mua rồi. Mưa kinh quá. Cái hàng này hàng rẻ hơn. Đó. Thế bọn này xếp vào hai xe. Này. Ui ơi. Lạnh lắm. Còn đang mưa đây. Nói đôi khi là ở mấy video gần đây xong rồi gặp những cái ông ấy ấy thì mình muốn người ta, nói chung là những cái người theo dõi tôi mà nhất là anh em thì anh em sản xuất mấy anh em làm cây làm tiếc ấy,
Tôi bảo bao nhiêu năm là không phải bảo bao năm rồi đấy. Người ta xem mình nhưng mà xem để giải trí ấy. Thế tôi bảo là anh em làm thì cứ làm thôi chứ còn để xem là mẹ gì. Ủa bị mưa nó làm mờ cam rồi. Mưa nó làm mờ cam rồi, phải lau cam đã. Nó bị mờ cam. Đấy. Trời mưa này ông với Hàn mà ông kéo bị sợ điện giật nhỉ. Bảo lấy nốt con này đi. Con này ấy là còn đánh cho ai. Đây là ví dụ gốc to hay là cây to nhưng mà nó cái câu chuyện của nó ví dụ như con này nó tầm vanh 90 hay vanh 100 chẳng hạn. Nhưng mà quả này xong rồi lá này xong rồi tán này. Đấy nó quyết định nhiều thứ chứ không phải là cứ to là ấy. Nó to là được. Mà thứ nhất là cây nó trên tổng thể nó như thế nào. Xong rồi đến quả, lá. Có nhiều cây tôi bỏ lại tại vì ghép thế là nó ấy nhiều ấy. Ghép nó rụng nhiều. Thế là nó thành ra là nó thật ra mình chê. Nhưng mà mình biết nó từ cái tháng 4 tháng 5 ấy. Thế là đến bây giờ nó rụng nhiều quả quá thế là mình bảo là không còn đẹp như cái thời điểm trước nữa thì mình bỏ lại thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ mình mới biết nó đầu tiên, xong rồi những cây này nó đi mẹ hết rồi thì khéo là cây nó lại đẹp nhất. Thì bây giờ những cái ông mà ông không bằng mình ấy, ông ấy đến sau ấy thì là khéo những cây là của ông ấy là những cây ông ấy đang xem là đẹp nhất. Nhưng mà nó là hàng tồn lại. Đấy, còn những cây này nó đi rồi thì không còn sự so sánh nữa. Còn năm nay thì các bạn cũng biết là cẩu đi 5 cây rồi đấy. 2 cây trực thẳng tưng đấy. Với cả một cây đầu này, 2 cây hôm trước này. Nhưng mà nói chung là 2 cây này mình thích nhất. Cái cây kia là thích nhất. Còn các cái dòng mà nó như thế này ấy. Có mỗi cái dòng bưởi chum ấy, theo dòng rẻ nhất của bưởi ấy. Là cái dòng ấy nếu mà để mà bán lẻ thì mệt lắm. Mà thực ra càng bé tôi càng thấy nó cạnh tranh. Còn nếu mà ở đây mà ví dụ như hơn triệu hoặc hơn triệu ấy thì các bạn ở nơi các bạn chắc là như cái dòng bưởi chum kéo ở nơi các bạn cũng phải mua tầm 2 triệu 2 triệu rưỡi ấy. Chum nó còn không được như cái cây kia đâu. Không được như cái cây này đâu. Tại vì người ta mua ở đây 1 triệu 1,5 triệu thì về cộng vận chuyển vận chiếc về người ta cũng phải có lãi ấy. Như các cái dòng ấy này người ta còn nảy được tiền cao cơ. Ở đây anh em thì thực ra là tôi bảo là những cái cây như này ấy. Mẹ như cái trường hợp mà ông trung tướng kia là tôi thấy là mẹ. Đôi khi bán ở trên mạng này là rẻ. Mình bán không được giá bằng anh em ở đây đâu mà. Cho nên những cái câu chuyện mà những cái cây mà cẩu đi ấy, anh em toàn bảo là ở đây để ở đây cũng bán được 300 đến 350. Thế hóa ra những cái dòng đắt tiền này không việc mẹ gì phải đưa lên mạng đi mình biết cả. Đôi khi bán ở đây là còn mẹ được giá hơn. Mà tụi mình có đưa lên mạng đâu. Cây thì tít là ở trong kia kìa. Thế mà hôm qua ông trung tướng ông chui vào trong ý để ông ấy biết thế mới giỏi. Câu chuyện của những cái dòng này là những người giàu tranh nhau. Còn người nghèo thì người ta có tranh đéo đâu. Người ta nghĩ là tầm này Tết đéo đi đâu mà tranh. Cái thứ hai là còn đẩy. Đúng không? Tao phải chờ đến khoảng 29 Tết cơ. Chứ còn các cái dòng này là người giàu phải tranh nhau. Tại vì cả làng cái nơi sản xuất ra chỉ có 10 cây, 7 cây. Nhưng làm đéo thì có nhiều. Mà tầm cả nước mình có 50 thằng giàu ấy thì tranh nhau 7 cây. Đúng không? Còn năm nay mình bảo là chờ báo chí để cho các bạn xem báo chí so sánh những cái cây mà đắt nhất Việt Nam mà báo chí đưa tin mấy trăm triệu so với 2 cây này thế nào. Thì cái thủy nó bảo là năm nay làm đéo gì còn mà đưa lên báo. Không còn thật. Tại vì tất cả bưởi nó đi từ đây nó đi ra. Đấy, ở đây nó đã hết rồi thì làm sao mà còn để mà đến các nơi các bạn được. Năm nào chả thế.
năm nào bưởi cũng từ đây đi ra. Thằng Tiến Bịp nó có quay đi chăng nữa thì bưởi cũng lấy từ Văn Giang xong rồi đi về Hải Phòng hay đi về đâu đấy. Đi lên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tức là tất cả các năm luôn. Theo như 10 năm nay tôi biết thì hầu như 90% là bưởi vẫn từ Văn Giang này đi đến tất cả các nơi. Đó vì là thằng Tiến nó có quay vào cái tầm 2-3 Tết ông Công ông Táo. Nó quay những cây bưởi mà 200 triệu. Thì thực tế là những cái người anh em ví dụ như người ta ở Hải Phòng chẳng hạn, người ta tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 tầm này nè. Người ta về đây người ta ấy, nhưng mà tầm này người ta về thì không còn. Đấy, những cái cây này thì tôi phải vào từ tháng 5. Tại tôi sợ gã lọ gã kia người ta mua mẹ hết đi. Mình lúc ấy là mình sợ người ta mua hết. Tại tôi bảo rồi cái dòng này nó không có nhiều, chứ nó không phải như cái này. Như cái này nhiều người, nhiều anh em, kể cả anh em sản xuất cũng thế. Cứ nhắn tin mới gọi cho mình ấy, mình bảo liên hệ với cái Thủy gửi định vị. Cái dòng này mình cũng không thiết tha lắm, tại vì nhiều. Xong rồi quay lên thì bị đấu đá. Còn tôi quay cái cây này làm đéo có ai có, đúng không? Các anh em khác quay thì cuối cùng là có cái người anh em gì quay cái cây của mình ấy. Xong rồi bảo mỗi quả là 1 triệu mới thấy đéo gì. Xong rồi người ta chửi cho ai, người ta bảo cây bưởi gai với bưởi dại thế loại thế kia, tại vì người ta không nói rõ, người ta hoặc là cũng không biết để nói. Nhưng mà cái cây của mình, nhưng mà mình thì thường là mình không ấy. Nhiều ngày xưa, đây là câu chuyện cá nhân thôi nhá, ngày xưa nhá, mà tôi quay cây gì mà không phải của tôi ấy, mà trong khi là cái người anh em ấy bán cho khách rồi ấy, người ta yêu cầu là phải hỏi chính cây của ai, đã bán chưa, xong mới được quay. Chứ không phải là cứ cầm điện thoại nên là quay đâu, không biết cây của ai, không biết đã bán chưa. Nhưng mà mình thì thoải mái ấy, còn cái Thủy mà nó biết thì nó dãy nảy ngay, nó bắt xóa video ngay. Thì nhiều khi người anh em, các anh em này bảo khó tính, nhưng mà nó khó. Bây giờ cây này mình lấy xong rồi mình bán cho khách rồi. Đây các bạn này mang ra, các bạn quay xong rồi các bạn đưa lên mạng. Thành ra khách người ta bảo ôi rồi cái ông Tuân này ông bố láo, bán cho mình rồi. Lại có một thằng ở đấy quay. Hôm trước cái cây mà trắng dáng trực ấy, mình thì mình thoải mái, mình dễ tính, mình không nói, mình biết nhưng mà mình không nói. Đấy, cho nên là nhưng mà phải nhiều người, người ta có tính là người ta không cho như thế đâu. Muốn quay muốn kiếc là phải hỏi. Tại vì cái dòng này là cái dòng đắt tiền ấy, cả nước có năm nay có ví dụ như năm nào cũng thế, chỉ khoảng tầm chục cây. Đấy, mà ông quay là ông phải hỏi đem cây đã bán chưa. Vào nó còn làm, nó còn làm đẹp hơn ngoài này ấy. Đây ạ. Thôi môi giới đi, cái cây đẹp đấy còn gì. Mẹ bỏ bây giờ kéo lại phải mồi chài đấy nhỉ. Bỏ bây giờ lại phải mồi chài. Khen chương 5 triệu hổ này. Đấy, cho thằng cháu nó lên like đi. Để nghỉ tí đã. Nghỉ tí.